Một lễ đón dâu của người Dao Đỏ ở thôn Bản Pho, xã Bản Qua, huyện Bát Sát, Lào Cai. Khu đất trống bằng phẳng cách nhà trai khoảng 500 mét sẽ được chọn làm nơi chuẩn bị y phục cho cô dâu trước khi được đón vào nhà. Theo phong tục của người Dao Đỏ thì chị gái và anh rể kế sát sẽ là người đứng ra thay mặt bố mẹ lo cho em gái suốt trong quá trình đưa tiễn cô dâu về nhà chồng. Một việc quan trọng nhất là chuẩn bị bộ khung khăn đội đầu cho cô dâu. Cô dâu khi về nhà chồng phải được che mặt bằng những mảnh vải đỏ vì màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng. Che mặt là thể hiện sự trong trắng của một cô gái trưởng thành. Nếu như trong đời người con gái phải xuất giá lần hai thì sẽ không đội chiếc khăn này mà chỉ đội một chiếc ô. Trong quá trình đoàn nhà gái chuẩn bị thì trưởng đoàn đi đón dâu về báo tin cho gia đình. Hay tin đoàn nhà gái tới, tiếng trống, tiếng kèn, chiêng, thanh la vang lên rộn ràng đến đón đoàn. Tới một khoảng cách nhất định thì đoàn kèn trống dừng lại chờ phía nhà gái chuẩn bị. Trong lúc này, bài kèn mang ý nghĩa chào đón đoàn nhà gái tiếp tục được vang lên cho tới khi việc chuẩn bị đã được hoàn tất. Quan sát thấy việc chuẩn bị đã xong xuôi, đoàn kèn trống cùng với đại diện nhà trai tiến về phía nhà gái thực hiện nghi lễ đón chào. Trong suốt quá trình đón đoàn, tiếng kèn, tiếng trống luôn ngân vang theo từng bài. Khi hai đoàn gặp nhau đều cúi chào theo lễ nghĩa truyền thống và những cái bắt tay thân thiện. Cùng với đó là người bên nhà trai sẽ đón, đỡ đồ đạc mang theo của trưởng đoàn và các thành viên khác bên nhà gái thể hiện sự trân trọng. Sau màn chào hỏi, đoàn nhà trai xin phép được đón đoàn về nhà. Đoạn đường dù gần hay xa, đoàn vẫn dừng lại nghỉ chân để nhà trai mời thuốc, mời trà. Tôi sinh ra và lớn lên ở thôn Bản Pho, xã Ban Qua. Họ tên đầy đủ là Triệu Dùn On. Tôi rất vinh dự được gia chủ mời làm chủ hôn cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Với trách nhiệm của thầy cúng, trước tiên là báo cáo với tổ tiên ngày hôm nay gia đình có thành viên mới. Sau đó là cầu làm phép cho đôi bạn gắn kết với nhau suốt cuộc đời, rồi cầu chúc, cầu lộc cho hai bên gia đình và đôi bạn trẻ theo truyền thống. Sau khi nghỉ chân, cùng với các nghi lễ của dân tộc sẽ là phần đón rước theo nghi thức đặc biệt. Để thể hiện sự trân trọng đoàn nhà gái, đoàn kèn trống rước dâu sẽ đi vòng quanh đoàn và chia thành từng tốp hai người một theo vai vế từ cao tới thấp, với ý nghĩa không để lẫn người ngoài vào để đón tiếp được chu đáo hơn. Giờ đón dâu vào nhà được xem và tính toán kỹ lưỡng nhất, thường thì chọn ngày hợp với dòng họ, không trùng vào ngày tháng, năm và giờ sinh của bất cứ thành viên nào trong gia đình để tránh xung khắc sau này. Do phải chờ đến giờ đẹp mới đón vào nhà, nên hôm nay cô dâu phải nghỉ lại ở bên ngoài, tại một gian buồng đã chuẩn bị sẵn, chờ tới ngày hôm sau. Cũng như nhiều dân tộc khác, lễ cưới là nét văn hóa độc đáo riêng biệt. Để đón được cô dâu như hôm nay, nhà trai cũng chuẩn bị nhiều lễ vật và trải qua nhiều khâu theo truyền thống của người Dao Đỏ. Giờ dần đã điểm, đây là thời khắc quan trọng nhất của đám cưới người Dao Đỏ. Tiếng kèn, tiếng trống nổi lên, thúc giục hai bên sửa soạn nhanh chóng cho kịp thời gian. Cô dâu được đón vào cửa chính gian giữa, chờ làm thủ tục. Tiếp theo, chú rể được đoàn kèn trống đón ra cùng với phù rể. Chủ hôn là thầy cúng có uy tín, đạo đức tốt, gia đình hạnh phúc,
cuộc sống khá giả, được gia đình chọn mời từ trước tiến hành nghi lễ cúng, báo cáo tổ tiên gia chủ. Trước hết là làm phép trừ tà, giải hạn cho cô dâu. Sau đó báo cáo với tổ tiên chính thức cho nhập thêm thành viên mới về với gia đình. Tiếp đó là cầu phúc, cầu may và cầu cho đôi bạn trẻ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Chú rể và cô dâu sẽ bái gia tiên theo nghi lễ truyền thống, sau đó bái ra mắt hai bên họ hàng. Đặc biệt là cô dâu sau khi bái chào ông bà, cha mẹ chồng, còn bái cả thần bếp với mong muốn cuộc sống luôn được ấm cúng, hạnh phúc. Sau khi hoàn tất nghi lễ, cô dâu chú rể trở về phòng riêng giúp nhau tháo mũ áo truyền thống ra và ra phòng ngoài chuẩn bị nước rửa mặt cho người cao tuổi, hai bên gia đình và tiếp khách tới mừng lễ thành hôn. Đón cô dâu và đoàn nhà gái vào nhà xong, phía nhà trai tổ chức tiệc chiêu đãi ăn mừng cho đôi bạn trẻ. Điều đặc biệt là tổ chức rượu mừng và cảm ơn từng thành viên bên đoàn nhà gái. Các lễ rượu mừng, rượu cảm tạ đấng sinh thành của cô dâu được bày ra. Hai bên ăn uống vui vẻ, hát đối đáp, chúc phúc cho đôi bạn trẻ, xen kẽ giữa các lễ rượu. Đầu tiên chủ lễ sẽ hô to cho cả mâm và xung quanh nghe rõ. Lễ này là để tạ ơn ông, bà đã có công dạy dỗ, chăm sóc cho cô gái nên người. Lễ này là lễ cảm ơn bố mẹ đã sinh thành, dưỡng dục cho cô gái trưởng thành, rồi đến các lễ cô, dì, chú, bác và các anh chị em trong gia đình cùng với những lời ca, tiếng hát vui vẻ. Cuộc vui cứ thế kéo dài, đến giờ trở về nhà của đoàn nhà gái. Truyền thống của người Giao là thế, có như thế hai gia đình mới vui, thể hiện sự đoàn kết gần gũi hai gia đình là một. Và đây cũng là thể hiện lòng hiếu khách của gia chủ. Sau khi ăn uống mừng vui cho đôi bạn, khi ra về còn biếu thêm cả thịt và rượu cho đoàn nhà gái nữa. Lễ này được đội kèn trống cổ vũ và với các bài kèn có ý nghĩa riêng. Theo truyền thống của người Giao là thế, phần rượu thịt này là để cảm ơn đoàn đã tiễn cô dâu tới nơi, gồm đùi lợn dành cho ông bà, cha mẹ, anh chị, còn có các thành viên khác thì chỉ khoảng 1 cân thịt, thể hiện lòng thành của gia chủ. Để đám cưới được diễn ra theo ngày đã định, người Giao cũng phải trải qua nhiều bước theo truyền thống. Sau khi đại diện hai gia đình thống nhất được thì làm lễ chạm ngõ, ăn hỏi, định ngày, xin dâu và đón dâu. Cùng thời gian đó, gia chủ phải chuẩn bị chu đáo, nhiều khâu việc nữa mới tổ chức thành công một lễ cưới theo nghi lễ truyền thống. Khi con trai đến tuổi lấy vợ, việc đầu tiên chúng tôi phải chuẩn bị là vải vóc, tơ lụa, vải đỏ để chuẩn bị trang phục cho cô dâu. Có đủ những điều kiện đó thì mới đi hỏi vợ cho con trai. Nếu được nhà gái chấp thuận thì làm lễ định ngày, sau đó cô dâu được nghỉ ở nhà trong vòng 1 năm để thêu quần áo. Những thứ đó là không thể thiếu được khi chuẩn bị hỏi vợ cho con trai, và cả những đôi vòng, xà tích, cúc áo, cùng các trang sức khác bằng bạc trắng nữa. Để kết thúc, chủ hôn còn tiến hành làm lễ nhận mặt và dặn dò đôi bạn trẻ phải sống biết yêu thương và có trách nhiệm với nhau, cũng như là đối với hai bên gia đình. Theo tôi thì người Dao đỏ ở huyện Bát Sát nói chung và bản Qua nói riêng thì cơ bản còn lưu giữ được những nét cơ bản theo truyền thống. Trong đám cưới này thì vẫn còn thực hiện tốt theo ngày xưa, chỉ lượt bớt những phần rườm rà không cần thiết. Khi ra về, các thành viên đoàn nhà gái đều có quà do bên nhà trai gửi tặng, gồm đùi lợn dành cho ông bà, bố mẹ đẻ và chị gái. Người thay mặt bố mẹ lo mọi việc trong quá trình đưa dâu. Các thành viên khác sẽ có những phần thịt phù hợp. Đoàn kèn trống lại tiễn đoàn ra tới đầu ngõ, thể hiện sự trân trọng, hiếu khách của gia chủ. Như vậy, lễ cưới người Dao đỏ là một trong những nét văn hóa truyền thống, trong đó chứa đựng những giá trị về văn hóa sâu sắc.
trải qua quá trình sinh sống và phát triển, cộng đồng người Dao Đỏ đã sáng tạo và lưu giữ được nhiều loại nhạc cụ phục vụ cho đời sống tinh thần và tâm linh của mình: kèn, chiêng, trống, chũng chọe, chuông. Trong đó, nổi bật và sáng tạo nhất là cây kèn. Cây kèn được người Dao coi như báu vật. Chính vì vậy, kèn không được sử dụng tùy tiện, mà chỉ được dùng từ ngày mùng 9 tháng 9 năm trước cho tới mùng 3 tháng 3 âm lịch năm sau. Khi bận rộn với công việc mùa màng, sẽ phải gác lại. Kèn, tiếng Dao gọi là phần tị, có nơi gọi là giặt, một loại nhạc cụ gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh của người Dao Đỏ. Chỉ xuất hiện trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong ma chay như nhiều dân tộc khác. Kèn được thổi kết hợp với trống, chiêng, chũng chọe sẽ tạo thành một dàn nhạc riêng biệt, không thể lẫn với các nhạc cụ khác. Vì vậy, giai điệu của kèn Dao khi cất lên nghe hào sảng như thôi thúc lòng người thiết phấn chấn chứ không bi ai. Khi nghe tiếng kèn, trong lòng ai cũng thấy phấn chấn, vui cùng niềm vui ngày hạnh phúc nhất của đôi trai gái và gia đình. Trong lễ cưới, kèn được sử dụng vào từng thời điểm khác nhau, do vậy điệu thổi cũng phải tương ứng với bối cảnh diễn ra. Như điệu kèn đầu tiên trong lễ rước dâu cũng được chia thành hai bài. Bài đi đón là bài kèn đơn, dồ cầu độ. Khi về là bài kèn đoàn, gọi là dồ cầu quằn. Nhưng hay và ý nghĩa hơn cả là điệu thổi dành cho cha mẹ bên nhà gái. Tiếng kèn được thổi với tiết tấu chậm rãi, nghe cảm nhận rõ sự trầm lắng, có chút buồn về sự ly biệt giữa cha mẹ và con gái, dặn dò cô dâu và chú rể thương yêu đùm bọc nhau khi đã trở thành vợ chồng. Ông Triệu Tiến Kinh, năm nay hơn 60 tuổi, ở thôn Bỗng 2, xã Cam Cọ, huyện Bảo Yên, là người nắm chắc và thổi những bài kèn có tiếng trong vùng. Cha ông cũng là một nghệ nhân kèn được nhiều người yêu quý. Ngay từ khi còn nhỏ, tiếng kèn đã in đậm trong tâm trí ông. Ngày đó, mỗi khi cha được mời đi làm thầy thổi kèn, thì cậu bé Kinh cũng nhất quyết đòi đi theo, đòi bố cõng trên lưng khi thổi kèn rước dâu. Và sau này ông Kinh cũng đã trở thành một nghệ nhân kèn được nhiều người biết tới. Bố tôi dạy tôi thổi vì bố tôi là một nghệ nhân kèn mà. Tôi thường theo chân cha mỗi khi ông ấy được mời đi làm thợ kèn. Từ nhỏ tôi đã mê tiếng kèn rồi nên tôi học thuộc cũng nhanh. Tôi học từng bài một, từ dễ đến khó. Sau 4 năm thì tôi mới thổi thành thục được. Bắt đầu được mời đi thổi ở các đám cưới. Học từ khi 6 tuổi tới 20 tuổi mới thành. Để có được cây kèn với âm thanh tốt thì kỹ thuật làm cũng rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Từ xa xưa, không có ai dạy làm kèn chuyên nghiệp mà chỉ được lưu giữ lại bởi sự đam mê và bàn tay khéo léo của những nghệ nhân kèn. Kèn có cấu tạo gồm 4 phần: miệng kèn, cổ kèn, thân kèn và loa kèn. Thân kèn được làm bằng loại cây gỗ quý riêng biệt gọi là chìa tàn đéng. Chìa tàn đéng, trên thân kèn đục 7 lỗ tương đương cho 7 thanh âm cao, thấp khi thổi. Quan trọng và độc đáo nhất là phần lưỡi kèn. Lưỡi kèn quyết định âm thanh cao hay thấp, khó hay dễ thổi, độc đáo bởi lẽ nó được làm bằng kén con sâu, tiếng Dao gọi là xảo keng. Kén sâu này chỉ có thể tìm kiếm theo mùa và chỉ duy nhất loại kén này mới làm được lưỡi và sẽ cho âm thanh dìu dặt và bền bỉ. Chiếc kèn này gồm 3 phần chính, một là dùi, phần thân kèn và đẽo gọt sao cho lắp vừa với cái loa kèn, hai là phần cổ và tiếp theo là lưỡi kèn. Thân kèn được làm bằng chìa tàng đéng, được dùi 7 lỗ tương ứng với 7 nốt nhạc cao thấp. Lưỡi này là quan trọng lắm đấy, phải đi tìm các ngọn cây. Thấy cái nào đẹp vừa ý thì hái về, cắt phát phần đầu nhỏ, mài rũa làm sao cho vừa, thổi phát ra âm thanh hay. Trước khi tấu lên bản nhạc,
với những ý nghĩa khác nhau thì đều phải mở cùng một bài kèn mà bất cứ người nào cũng phải thổi. Đó cũng chính là bài học đầu tiên dành cho những ai yêu thích và học thuộc. Tiếp theo sẽ vào những nội dung cụ thể của từng bài. Mỗi nội dung đều có tiết tấu, giai điệu khác nhau. Khi như thôi thúc lòng người, khi thì lắng đọng, thong thả, ví như cuộc sống bình dị vốn có, tùy vào độ phiêu của mỗi người. Học thổi đã khó, nhưng quan trọng hơn cả, người học thổi kèn phải hiểu được nội dung từng giai điệu. Giai điệu đó thổi ở bối cảnh nào? Nếu thổi không đúng, coi như người đó chưa hiểu về văn hóa sử dụng kèn. Vì vậy, người bắt đầu học thổi kèn, ngay từ đầu, phải biết được giai điệu đó thổi vào lúc nào cho đúng. Kèn có thể thổi được 72 giai điệu, mỗi giai điệu thể hiện tâm trạng khác nhau. Khi bắt đầu học thổi thì không phải thổi bằng cây kèn chính, mà là cây kèn dành cho học trò, được làm bằng những ống nứa, dùng dùi sắt nung đỏ để tạo các nốt nhạc. Vì như vậy sẽ tránh được hư hỏng khi dùng cây kèn quý, đồng thời âm thanh cũng vừa phải để người dạy có thể giảng giải cho các học trò của mình được dễ hiểu. Có thể thấy, với người Dao, kèn không chỉ là loại nhạc cụ thông thường mà được coi như linh hồn của các cuộc vui. Xã hội ngày một phát triển, cuộc sống của người Dao đỏ có nhiều đổi thay cho phù hợp. Tuy nhiên, những gì thuộc về truyền thống, về văn hóa thì người Dao đỏ vẫn giữ gìn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tiếng kèn chính là niềm mong ước về cuộc sống luôn ấm no, tình yêu hạnh phúc lứa đôi sẽ mãi bền chặt. Trong các lễ cúng tổ tiên, tạ ơn trời đất, cầu tài cầu lộc, cầu quốc thái dân an và những nghi lễ đặc biệt quan trọng khác, ngoài những lễ vật cần thiết còn có những vật dụng không thể thiếu của chủ lễ, thầy cúng, trong đó phải kể đến kiếm pháp. Bản chất là cây kiếm, dùng để chỉ đường, dẫn lối khi thỉnh cầu gia tiên và dùng để trừ tà ma, trấn giữ, bảo vệ cho sự bình an của dân bản và gia chủ. Người Dao quan niệm thế giới luôn tồn tại cõi dương và cõi âm. Cõi âm là thần linh, thành hoàng làng, gia tiên và những tà ma khác. Thần linh luôn bảo vệ và phù hộ cho con người. Còn tà ma xuất hiện luôn làm hại dân chúng. Vậy nên nhờ vào khả năng của những thầy cúng để giải trừ tà ma khi bị quấy nhiễu. Vật dụng trừ giải chính là kiếm pháp. Kiếm pháp sẽ được thầy cúng dùng phép thuật yểm vào, dùng để trấn giữ cũng như xua đuổi tà ma ra khỏi bản làng và trong nhà. Phụ nữ và trẻ nhỏ khi đi xa nhà cũng được thầy dùng kiếm pháp và phép thuật yểm vào mũ, áo, tránh bị tà ma đeo bám. Trong các nghi lễ lớn, kiếm pháp luôn xuất hiện cùng với các vật dụng khác, dùng để thỉnh cầu âm binh, lực lượng siêu nhiên tới giúp sức cho thầy cúng thực hiện được linh nghiệm. Này chắc chắn anh Minh phải thuê căn cứ và mẫu từ xưa để lại, những người thợ rèn khéo tay sẽ tạo ra được những sản phẩm đẹp mắt. Để làm ra được cây kiếm pháp này tưởng như đơn giản, vậy nhưng cũng rất phức tạp và đòi hỏi sự công phu từ khâu chuẩn bị vật liệu và công cụ rèn đúc. Kiếm tạo ra phải có hồn, thể hiện được ý chí, tâm hồn của người làm. Ngày nay, với sự phát triển của các công cụ hiện đại đã hỗ trợ cho người làm không phải mất quá nhiều công trong việc rèn đúc kiếm nữa. Chỉ cần tìm những tấm kẽm, sắt phù hợp, dễ làm là có thể thực hiện được. Anh Triệu Phúc Tình được coi là một trong những nghệ nhân chuyên làm kiếm pháp giúp bà con tại thôn Bỗng Hai, xã Cam Cọ, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Anh từng được bố đẻ là thầy cúng, cũng là người làm kiếm pháp trước đây truyền lại. Khi nông nhàn, anh thường làm giúp bà con. Sản phẩm của anh được nhiều người ở các xã, các huyện lân cận tới nhờ làm. Sản phẩm không đòi hỏi quá cầu kỳ, nhưng cũng thể hiện được độ tinh xảo riêng biệt và tâm hồn, cốt cách, ý chí của người thợ. Khi kiếm được dùng linh nghiệm thì càng được nhiều biết đến. Anh Đặng Tiến Huyện cũng là người ở Bỗng Hai được bà con khen ngợi là người làm kiếm đẹp. Kiếm của anh tạo ra thể hiện được uy lực đúng với bản chất vốn có của nó nên được nhiều thầy cúng nhờ làm. Đồng bào dân tộc Dao
là dân tộc có số dân đông thứ 9 trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Cộng đồng dân tộc Dao nói chung và người Dao đỏ ở Lào Cai nói riêng đã tạo dựng nên các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, kiến trúc làng bản, nhà ở, ẩm thực, trang phục truyền thống, ngôn ngữ, tôn giáo, tín ngưỡng và các loại hình sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, tạo nên những sắc màu văn hóa độc đáo nơi thượng nguồn, con sông Hồng chảy vào đất Việt.